Ngồi im, để anh xoa bóp cho. Ghen tức với Thị Bình. Sao? Thiên Kim càng muốn trở thành vợ Khải Duy. Má, con thích anh ta rồi đó. Con muốn cưới thiệt, cưới rình rang luôn. Hợp tác với tôi để đuổi con Bình ra khỏi nhà này nhé. Nếu như mai mốt em xảy ra chuyện gì, cậu ba nhớ nuôi con em đàng hoàng nghe. Nếu mà một khi cậu ba đã cưới vợ về rồi á, bà hỏi. Sự xuất hiện của kẻ thứ ba thường kéo theo sóng gió. Em nghe. Luôn muốn che chở bảo vệ Bình. Lũ không ngờ một lần nữa tai họa ập xuống với hai người. Mày dám tư tình với anh Lũ? Mày đâu? Dạ. Bắt hai đứa nó đóng vô nhà kho, trói lại cho ba. Trong lòng anh chỉ có một mình em. Lời yêu của Khải Duy liệu có còn vẹn tròn khi Bình mang tội tơ tình cùng kẻ khác? Cậu ba ơi, cậu ba mau về cứu em đi. Diễn biến tiếp theo của bộ phim truyện Việt Nam Tiếng Sét Trong Mưa, 20 giờ từ thứ 2 đến thứ 7 trên truyền hình Vĩnh Long 1.